zombie mình là mẫu vật thành công duy nhất trong dự án người bất tử. Được sinh ra để trở thành vật thí nghiệm, anh còn chẳng có được cho mình một cái tên, chỉ được gọi là mẫu vật số 66. Có thể bạn bè của anh khi ấy cũng chỉ là những thằng nhóc được đánh số như anh. Nhưng làm thế nào để biết một mẫu vật thí nghiệm có thực sự bất tử hay co? Đương nhiên là họ sẽ làm tổn thương nó, giết nó, xé nó ra, với tần suất tăng dần và quan sát tiến trình hồi phục. Vì anh là số duy nhất thành công nên những đứa trẻ còn lại có lẽ đã co qua khỏi. Sống cuộc đời như một con chuột trong phòng thí nghiệm, hẳn anh đã co ít lần tự làm tổn thương mình. Nhưng vì là một mẫu vật thành công nên anh đã co thể chết như bạn bè của anh. Sau khi phá hủy phòng thí nghiệm và chôn vùi dự án người bất tử, anh đã tự chọn cho mình cái tên zombie mình. Vì đơn giản tâm hồn anh đã chết,